chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, một bài hát duy nhất. Phi công là con cháu ông Kỳ, là đàn em của Mỹ. Hai bà lão cá em dìa em mét ba, là bà thả bơm liền chiếc ngoài em chưa sâu sao. Rồi giải phóng vô đây ba em đi một mùa, chẳng nói lời chia tay. Ba đi dùng kinh tế mới, ba em hết thời, ba em đổi đời. Ba đi ở trong khói lạnh, mà đào lên thấy khói mây, thiệt là điều vô lý. Sau nhiều lần suy nghĩ, ba em đi viết đơn để trình lên giới tranh quyền. Rồi từ sáng đến sương, ba em đánh xe bò để đến đồn công an. Sau một hồi suy nghĩ, ba em bước vào, ba em mới nói rằng: đây trăm hồi lạc, hồi nào hồi lỡ đã thấy hồi mây, đã thiệt hồi nào để quơ vô lý. Sao nhiều lần suy nghĩ, nên tôi liền viết đơn trình lên chủ công an. Rồi một thoáng suy tư, công an tôi chống cảm với nét mặt đăm chiều. Sau một hồi suy nghĩ, công an vỗ bàn, công an nói rằng: ông đi trồng khoai lang mà đào lên thấy khoai mì, thiệt là điều vô lý. Sau một hồi suy nghĩ, công an liền phán luôn: đi bán khoai mì. Mọi ai gì cũng lên mép.